Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 2 trang 203 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt. Thứ nhất là điều tiết, thứ hai là điểm cực viễn, thứ ba là điểm cực cận và thứ tư là khoảng nhìn rõ. Bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày cụ thể các hoạt động và đặc điểm này. Cụ thể như sau. Thứ nhất thì chúng ta sẽ xét sự điều tiết của mắt. Điều tiết ở đây chính là cái hoạt động của mắt nhằm thay đổi tiêu cự của thấu kính mắt. Và cái việc mà điều chỉnh tiêu cự của thấu kính mắt là nhằm mục đích để tạo ra những ảnh thật hiện lên trên màng lưới. Khi mà vật ở các vị trí khác nhau. Và chỉ khi mà ảnh hiện lên trên màng lưới thì chúng ta mới có thể quan sát hay là chúng ta mới có thể nhìn thấy vật. Vì khi đó thì mới có tín hiệu từ dây thần kinh thị giác truyền lên não. Một điểm đáng lưu ý nữa là khi mà mắt không điều tiết thì tiêu cự sẽ cực đại. Khi tiêu cự của thấu kính mắt cực đại thì có nghĩa là độ tụ khi này sẽ đạt giá trị cực tiểu vì hai đại lượng này là nghịch đảo của nhau. Trái lại, khi mắt điều tiết tối đa thì khi này tiêu cự lại cực tiểu và độ tụ sẽ trở thành cực đại. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là về điểm cực viễn của mắt. Về điểm cực viễn của mắt thì nhớ cho cô, nó chính là cái điểm mà mắt có thể nhìn rõ nhất khi mà không điều tiết. Như vậy thì các em ghi điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy. Khi mà nó không điều tiết. Và thông thường thì người ta đã chứng minh được là với mắt thường thì sẽ có khoảng cực viễn hay là điểm cực viễn này là ở vô cực. Nhớ là với mắt bình thường các em nhé. Rồi, chúng ta sang ý thứ ba là về điểm cực cận. Cực cận ở đây, đó cũng là một từ Hán Việt giống như viễn ở trên là xa, thì cực viễn là xa nhất, thì cực cận sẽ là ngược lại, là gần nhất. Vậy thì các em chỉ cần ghi là điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy được. Nhưng lưu ý cho cô là cái điểm gần nhất mà mắt nhìn được khi này là khi mà mắt điều tiết tối đa.
Rồi, đó là điểm khác nhau, khác biệt rất là lớn giữa điểm cực viễn và điểm cực cận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa về khoảng nhìn rõ của mắt. Về khoảng nhìn rõ của mắt thì các em lưu ý cho cô, đó chính là khoảng tính từ điểm cực cận tới điểm cực viễn. Cho cô là tương ứng đối với khoảng cách từ mắt tới các điểm cực viễn và khoảng cách từ mắt tới các điểm cực cận thì được gọi là khoảng cực viễn và khoảng cực cận tương ứng. Rồi như vậy là chúng ta đã định nghĩa xong về hoạt động điều tiết của mắt, điểm cực viễn, điểm cực cận và khoảng nhìn rõ của mắt.